Rồi start nào. Cô sẽ demo cái bài này. Thực ra bài này nó demo tận N lần rồi đó. À, nhưng bài này thì nó hay ở bài hơn ở bài kia là nó sẽ điều hướng các cái nút thêm. À, thêm cái nó nhảy xuống đây, giỏ hàng. Thêm với nó nhảy xuống giỏ hàng. Đấy. Xóa thì nó mất. Ok. Rồi. Đến cái phần đâu rồi? Tổng số tiền. À, cô thêm cái phần số lượng vô để xử lý nữa. Cái phần số lượng để xử lý nữa nhá. Trong này không có số lượng, nhưng mà ta kích 2 lần thì nó có thể tăng số lượng lên. Ta thêm phần số lượng nữa. Ok. Còn nếu mà làm chỉ đơn giản như thế này á, thì nó cũng tương đối dễ. À, nhưng mà trước mắt cứ làm này đã, thì tao sẽ thêm cái phần số lượng sau. Ok. À, vậy bây giờ cô sẽ tạo một cái table ở đây, trong này có 4 cái sản phẩm. Bài này là bài lắp 5 bài 2. Lắp 5 bài giỏ hàng card. HTML. Đấy. Bạn làm cái div. Được chưa? Style. Mà chả cần thay bộ quit. Mấy cái TD, ba cái TD. TD. Cái này các bạn để input time button value là nút thêm. Ok. C. Giá của nó có đô la đằng trước đúng không? Đô la 2700. Đô la 2700. Samsung. Nokia. 2020 1200. Rồi làm 3 đồng chí thôi cho đỡ mất thời gian làm biến. Cái này các bạn copy là ra. Ok. Các bạn add vào giỏ hàng. Add vào giỏ hàng thì nó thêm một cái table dưới. Ok. Table dưới. Chưa. Rồi. Rồi.
Trời, dọ dứa nó dứa hết trơn. Ok, kệ nó đi. Chỉnh sửa sao? À, cái này sẽ là, cái này lưu ý nè, Rồi. lưu ý nha, cô xóa cái anh này đi, cô xóa anh này đi, bởi vì bản thân anh này á là không có, khi chưa thêm thì nó không có, nhưng cái table thì các bạn phải có để các bạn đừng nó, chứ không có table là sao các bạn sẽ không nhận ra nó là table. Ok đấy. À, các bạn có thể để xét cái thuộc tính để cái dòng chữ này là trong giỏ chưa có mặt hàng nào vào đây, đúng không ạ? Thì ta sẽ xét sau, ta sẽ xét sau nhá. À, cái này các bạn phải đặt ID, mỗi cái table này các bạn phải đặt cái ID cho nó. Cái này là sản Hoàn phẩm hả? rồi đó. À, product hả? Product list. À, cái danh sách product đúng không? Còn dưới này là cái gì? ID, my card đúng không? Ok. Yeah. Ừ. Bây giờ viết script. Viết cái hàm. Cô phải viết cái hàm vào cái nút thêm này. Viết cái hàm vào nút này. Khi tôi bấm thêm thì nó sẽ add cái này xuống phía dưới. Ok. À, add lại lần nữa thì nó không có thêm nữa, nếu nó có rồi thì không có cho nó thêm nữa, nó có rồi đừng thêm, ví dụ như vậy bắt lỗi sau. Bây giờ mình thêm đã, thì tao tao viết một cái method, một cái phương thức function là add đúng không, add thêm chưa. Bây giờ thêm cái gì bây giờ? Bây mỗi lần tôi thêm, các bạn lưu ý nè, các bạn mỗi lần thêm thì các bạn phải biết được là các bạn đang thêm cái gì. À, nội dung, thêm cái tên và cái giá, các bạn add xuống đúng không? Đây. À, tôi phải lấy cái tên cái giá tôi add xuống đây, cái tên cái giá tôi add xuống. Dạ, lấy cái tên cái giá tôi add xuống. Ok đó, thì bây giờ thế này, khi add được xuống dưới này thì các bạn phải thêm ở đây một một dòng, thêm vào cái này một dòng đó, thêm một dòng, nhấn thêm cái này thì thêm một dòng và nội dung chính là cái này. Thì có nhiều cách để lấy nhé các bạn, để có nhiều cách để lấy cái này. À, một là các bạn lấy cái ID các bạn thêm vào, hai là các bạn sẽ lấy là theo cái số dòng, nếu mà dùng theo table á thì bạn lấy theo số dòng, trong dòng này nó sẽ lấy theo cái cell, và lấy cái nội dung của cell đó. Ok, và TD này là tính là cell, TR tính là row, row. À, thì để làm được cái này á, thông thường các bạn sẽ vào đây, các bạn coi cho cô này, W3 School. Chỉ cách để học luôn nha, cho dễ ha. Các bạn vào JavaScript. Đấy, chứ các bạn nó nhiều nhiều phương thức lắm, đâu phải một vài phương thức đâu. Cho nên là các bạn muốn biết thêm thì các bạn vào đây. Các bạn vào cho cô cái DOM reference. DOM reference. Các bạn chọn cho cô cái table. Đấy, các bạn làm DOM tăng với cái table, thẻ table. Đấy, đầu tiên là lấy được cái table ID. À, nếu chưa có thì có thể create element nha. Nếu mà cái table dưới các bạn có thể tạo, các bạn create table. Đấy, có nhiều cách. Vậy các bạn muốn tránh trường hợp mà bị cái này nè, cái gạch gạch này nè, thì các bạn đừng có tạo table vội. À, viết cái create table có row đúng không ạ? Row. À, lấy theo dòng, lấy theo dòng thì sao? À, ta thì row lấy theo dòng, ta biết được nó có bao nhiêu dòng, thử dòng bao nhiêu đúng không? À, đấy, rồi có insert row, rồi insert insert, rồi lấy theo cell, rồi các thứ. Ok. À, và có một cái phương thức cũng rất là hay, tức là lấy cái index của cái row index của nó. Tức là ta biết cái dòng, ta có thể biết được cái thẻ TR này nè. Ta biết được thẻ TR thì ta biết được cái nó ở dòng thứ mấy. À, cái này rất là hay. À, cái bài này, cái mà lấy được dòng thứ mấy là nó giải quyết được N vấn đề các bạn. Đây, cái đấy nó hay lắm. À, ta biết được thẻ TR là ta biết tôi đang ở được cái dòng thứ mấy. Cái đấy là cái cực kỳ quan trọng và nó giải quyết được rất nhiều vấn đề sau này. À, đây. À, đâu cái get row index đâu, từ từ nha.
Row, row, row. Insert, delete, cell. Từ từ nha, lấy cái phương thức name item index. Cái hàm mà get row index đâu, cái method. Method row không cell. Đâu từ từ. Back lại cái cái. Row này. Rồi caption footer. Delete row nè. Delete xóa được một dòng bất kỳ nè. Khoan đã. Tôi search, cô search cái nhà. Sao tìm mà có ra ta? Row à, get row index, row index. Ok, thấy của row collection, delete row. Ok, row index đây. X. Rồi, lấy được row index luôn. Ok. Table row object. Ok, lấy được row index ha. Đây có test cho bạn một cái nè. Đây nha. Test row index cho bạn nha. Đây. Cái này là nó giải quyết được rất nhiều vấn đề các bạn ấy. On click. À, add. À, cô chỉ lấy cái add thôi, tôi không để bất kỳ cái gì cả. Đây, tôi sẽ lấy nè. Từ cái tôi đang ở cái vị trí add nha, đúng không ạ? Thì tôi truyền cái này là tôi truyền cái edit đi ha. Edit. Được chưa? Chính nó, tôi truyền edit chính nó có phải nó ra cái input không? Edit nè. Nó ra cái input đúng không? À, vậy ta có là tôi có cái object là edit thì tôi lấy được cái chấm cái value thử coi nha, edit chấm value nè. Rồi. Đấy, có obj object ha. Alert nè. À, obj chấm value. Ok. Test thử nha. Chạy nào. F5 rồi. Thêm. Lấy chữ thêm đúng không? Được chưa? À, cố truyền vào chính nó. Đúng không? Đây, thì có phải được cái này không? Vậy tôi lấy cha của nó có phải TD không? Tôi lấy cha của nó này. Ra thẻ TD đúng không? À, tôi lấy cha của nó ra là thẻ TD. Vậy cô sẽ lấy cha của nó. À, ovary chấm parent. Parent. Parent node chấm node name. Chạy nha. Chạy nè. Disable thêm. Có phải TD không? Đó. Rồi tôi lấy cha của cha. Thì phải là chấm parent node cái nữa không? Đấy, có phải ra thẻ TR không nha? À, cái thằng quý này. TR đúng không? Ok. Node name thì cô ra cái TR. Đúng không ạ? À, nhưng bây giờ cô lấy cái này là row index coi. Row. Row index. Ok. Chạy ha. Thêm. Ra không. Chính xác chưa? Rồi. Hay không? Bây giờ nào. Copy ông này vô đây. C. Đấy. Các bạn thấy là các bạn có thể lấy được row index các bạn ở bất kỳ lúc nào, lúc các bạn ở trong table ha, F5. Đấy, thêm row 0, row 1, row 2 xong, tôi giải quyết được tất cả mọi vấn đề luôn. Đấy, chỉ có một cái đấy thôi mà cô giải quyết được tất cả mọi vấn đề ở trong cái bảng thêm sửa xóa làm bất cứ cái gì. Khi tôi có cái row index, có row index thì tôi lấy được cái cell của nó, tôi lấy được mọi thứ. Vậy tôi chỉ viết một cái hàm đơn giản như vậy thôi. Đấy, bài này nó sẽ khi các bạn lấy được row index thì các bạn làm được tất cả những cái bài nâng cao liên quan đến table, liên quan đến table. Rồi, khi lấy row index rồi thì bây giờ tôi khỏi cần làm gì cả, bây giờ tôi làm nè, tôi làm rất là nhanh các bạn nè. Rồi, tôi sẽ gán bằng r index, row index gán bằng
Cái này xong rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy table cái này anh này, để sau này tôi tương tác cái dễ ha. Tôi lấy row, lấy cell này thì ta sẽ, cái biến này cô sẽ đặt ở ngoài, biến mà table này pro list này cô sẽ đặt ở ngoài ha. Ta sẽ đặt ở ngoài biến toàn cục ha. Nhắc đến cái khái niệm biến var với let nha, cô nói các bạn nè. Tú ơi, cái phần này bữa trước là ta có một cái tranh luận về cái var với cái let đúng không? Thì cô sẽ nói luôn nè, lâu giờ Lớn luôn cô vẫn dùng, tức là nếu các bạn đặt một cái phần var ở ngoài này a được gắn bằng 5, và va a gắn bằng, va a gắn bằng 3, thì như này cái biến a này nè nó có phạm vi ở trong function thôi, hiểu không ạ? Còn biến a này là có phạm vi ở ngoài tất cả các function đó. Tuy nhiên nếu ở trong một cái function mà chứa các cái vòng lặp hay là một cái móc nhọn á, let đây va a gắn bằng không gì đó, hay là y gắn bằng không chấm 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 gì đó, thì lưu ý nè, thì cái biến va này nè thì nó sẽ là toàn cục ở trong function thôi. Nghĩa là khi các bạn không đặt ở đấy thì ở ngoài function, nó ngoài cái for nó thấy, ví dụ tôi bỏ cái biến này đi, tôi để cái var a bằng không thì các bạn alert a này nó cũng ra a. Tức là cái này nè, cái biến var nó sẽ toàn cục, nhưng mà nó sẽ toàn cục ở trong cái function. Còn tức là nó là biến biến mà đặt ở trong function, nó chỉ có giới hạn trong function thôi, nhưng nó sẽ có giá trị ở trong tất cả toàn bộ cái function này nếu các bạn khai báo là var. Nhưng nếu các bạn khai báo là let thì nó sẽ có giá trị, tức là nó có giá trị trong cái for này thôi, ra khỏi for nó không có giá trị nữa đấy. Nhưng mà nếu xét về toàn cục và cục bộ so với tất cả function thì ta lại có một cái nhìn khác. Tức là khi các bạn có một cái biến mà đặt toàn cục ở ngoài tất cả các cái function thì tất cả các function nó đều nhìn thấy. Nhưng mà nếu như cái biến này, một cái biến bất kỳ đặt ở trong function, dù đặt va hay đặt let, đặt va thì nó chỉ có giá trị ở trong cái function đó thôi, ra khỏi function là nó không có giá trị nữa đấy. Thì các bạn lưu ý cái chỗ này nè, cái biến va và biến let ấy, nó rất là nhập nhằng nếu bạn nào không phân biệt được. Nếu biến va các bạn đặt ở ngoài tất cả các function thì tất cả các function đều nhìn thấy, nhưng biến va mà đặt trong function thì chỉ function đó nhìn thấy thôi, function khác không nhìn thấy đó. Còn biến let thì nó là phạm vi nó nhỏ hơn nữa, tức là let thì nó chỉ có phạm vi ở trong, tức là cái cục bộ trong một cái khối lệnh thôi, mốc mốc nhọn gọi là giới hạn khối lệnh nhé đấy, hay là trong một cái vòng lặp for hay là trong cái câu lệnh if. Thoát khỏi cái vòng lặp hay thoát khỏi khối lệnh đó thì cái let này nó cũng bị hủy đúng không ạ? Nhưng va thì ngược lại, va thì ở trong một cái khối lệnh, đặt va thì ngoài khối lệnh nó cũng thấy, hiểu không ạ? Đấy, đặt trong một cái vòng lặp thì ra khỏi vòng lặp thì va nó vẫn thấy, tức là vẫn 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 tồn tại đó. Tức là nghĩa là va nó nằm ở trong function thì nó tồn tại trong suốt cái function đúng không ạ? Dù ở đặt ở trong for hay đặt ngoài for nó đều vậy. Còn let thì nó là nhỏ hơn, nó giới hạn ở trong cục bộ, tức là cục bộ ở trong khối lệnh luôn, cục bộ trong khối lệnh luôn ha. Cho nên các bạn dùng, các bạn để ý chỗ này cho cô nhé. Đấy thì cái này cô test lại rồi thì cô mới khẳng định với các bạn như vậy á, được chưa? Thì trước giờ cô dùng quan điểm cô dùng 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 cục bộ là như này đấy. Cái này nè, nếu các bạn đặt ngoài thì cái này là toàn cục, toàn cục ở đấy là so với cả function ha. Đấy, con đặt ở trong function thì chỉ function để nhìn thấy thôi, function khác không nhìn thấy. Ok, được chưa? Rồi, bây giờ ta sẽ đặt cái biến này, là lấy cái ID của anh ProList ha. Đấy, và table product gắn bằng document cái này. Đấy, người ta làm nhà ồn quá.
Bây giờ di chuyển 3 vị trí rồi đó. Rồi, ok chưa? À, ok. Còn cái này giỏ hàng thì các bạn đặt là giỏ hàng và table card. Bây giờ các bạn cô sẽ lấy nè. Cô sẽ lấy cái này, cô sẽ lấy từng xe một. Ok. Đây cô sẽ lấy cái giá trị mỗi lần cô add cô sẽ lấy được giá trị iPhone và giá trị này. Thì cô sẽ lấy như sau. Cái này là cái này cũng gọi là tên sản phẩm hay là ID sản phẩm á. Và ID product ID đi. ID cô tránh trường hợp bị đụng cái từ khóa ha, gắn bằng nè. Cô lấy tên bảng product chấm row đấy, ta có index rồi, row index đấy, row này ta có index rồi, ta lấy row index chấm sales. À, sale này ta index không, cái đầu là index không. À, chấm inner tag, inner tag. Rồi các bạn alert cái này nha. ID Pro. Các bạn alert cái này các bạn coi ha, đúng chưa nha. Thêm iPhone 9 nè. Thêm Samsung nè. Lấy được chưa? Quá dễ. Đúng không? Khi đã có index này thì tôi lấy được mọi thứ. Tương tự. Cái này là giá ha. Price. Bỏ chữ pro đi mất công. Price. Cái này là sale. Sale 1. Đấy. Các bạn in ra price tương tự. Nó cũng lấy được price luôn. Thêm. Xong. Quá dễ. Giờ add vào thôi. À bây giờ các bạn add xuống đây thôi. Có ai có câu hỏi gì không? Các bạn add dữ liệu xuống đây thôi. Ủa, cô cho em hỏi nếu mà dự án thực tế thì nó có làm kiểu đạt cái on-click của quá trình như vậy không? Em nghĩ là không. Ủa là sao? Là ví dụ như là mình bấm cái nút thêm á cô, Ừ. thì là cô đưa cái function vào cái add, một cái on-click ở trong cái thẻ lên mình luôn. Ừ. Mà ví dụ như là sau này cái class nó sửa một cái một tầm click Không nghe gì hết. alo alo có nghe được không Rồi cô? giờ mới nghe. Em nói đi. Thì ấy ấy em hỏi là đang dự án thực tế Ừ. là mình có nên để cái phần còn trong có thể như lấy mình như vậy không? À thì tùy ha. Bây giờ thế này, thực tế là vấn đề các bạn dùng cái gì mới được. Ví dụ nhiều người họ thích dùng các cái thực tế bây giờ nói vô cùng lắm, nó rất là vô cùng ha. Ví dụ như này, em có một số người thích dùng jQuery, có một số người thì thích dùng cái Angular, cho nên rất nhiều cái để các bạn áp dụng trong thực tế bây giờ. À em phải hiểu như này nè, mình bây giờ đang đang học là học cái cơ bản, học cái logic xử lý. À nhưng mà lưu ý cho cô nè, cái việc em đặt ở đâu không quan trọng, em đặt cái function ở đâu là không quan trọng, bằng cái việc là em sử dụng làm cái function này như thế nào. Thì khi mà các bạn cái lõi, sao ồn nữa nhỉ, khi các bạn làm cái lõi của function á, ở đâu ồn nữa nhỉ, Em đang mưa à, lột bạn nào để em vừa lấy cái tai nghe cho ờ coi đây. thì khi các bạn làm thì các bạn xử lý thì logic xử lý thì giống nhau, chỉ khác nhau cái việc các bạn đặt function thôi, còn đặt đâu đâu quan trọng đâu. Còn nếu mà liên quan thì các bạn chỉ quan tâm một vấn đề thôi, tức là người ta có hack code được các bạn không thôi, các bạn có hack code được không, có view được source lên không thôi đấy. Còn các bạn sau này các bạn sẽ có các cái cơ chế để các bạn ẩn cái code, ẩn cái source các bạn mà mã hóa nó đi mà, hiểu không? Còn hỏi function, hỏi thực tế thì nó vô cùng lắm nha em. Ủa? Alo. Với lại là
với lại cái thứ hai á là Ừ. em không có dùng cái Unclick mà em duyệt qua cái mảng button. Rồi xong em cho nó chạy to. Chứ em không có dùng ba ba lần nốt, ba lần nốt mà em thấy từng giây nữa ba cái chấm nó không động nữa vậy. À Có cái này của không, tôi thì tôi lại rất ghét dùng cái mạng. Khi các bạn dùng mạng, dùng là phó, các bạn hàng nghìn sản phẩm thì làm sao dùng học phòng là phó duyệt hết hàng nghìn sản phẩm à? Em thì nếu theo mà em là cái đó là cái nhanh nhất trong trường hợp mà em mua sản phẩm như thế này có tầm vài chục sản phẩm mà, cho nên vậy chỉ biết không, dùng cái nào cho nó tối ưu nhất. ô em lại đi ngược với câu hỏi thứ nhất của em rồi. Em vừa hỏi cô cái thực tế người ta có dùng không, bây giờ hỏi là bây giờ trong trường hợp demo là nhanh nhất, thì bây giờ thay vì dùng một lọc pho em làm từng cái một em phải nhanh hơn không? Em click cần truy xuất cái nào em truy xuất cái đấy, mà bây giờ làm dòng là vòng lọc pho thứ nhất nha. Em nói khoan khoan, cô nhắc lại quan điểm là cá nhân của em, nói em dùng là pho nhanh nhất thì đấy là quan điểm cá nhân của em thôi. Tại vì thế nào, Không rất không không. không không nghe Dạ nghe dạ nè, rồi cô nghe nói nè, đi. rất nhiều người sờ vòng lặp for, sờ chỗ này nè, họ không quen sử dụng vòng lặp. Khi demo vòng lặp for, cái code của em trở nên nó bị rối, trong khi đó cô demo này code của cô nó trở nên nó đơn giản vô cùng luôn. Còn chấm parent node này á thì chỉ là cái cách các bạn lấy cho nó dễ thôi, còn cô không cần parent node, cô cần truyền số 0, số 1, số 2 là cô ra rồi, hiểu không? Đấy, À đúng rồi, có nhiều cách cũng để, vấn đề là lấy cái vị trí của nó thôi. thì quan trọng là em phải lấy được cái vị trí, chứ còn em for làm gì. For bây giờ tôi đổi ở dưới, em for là em trật lất, ở dưới em for là em gặp lỗi ngay khi em gặp cái trường hợp ở dưới này nè. Nó em phải làm sao nó vừa dễ sử dụng vừa dễ hiểu và nó sẽ ít gặp lỗi. Bây giờ dưới trên này cô add ở trên xuống dưới, bây giờ khi cô remove nó còn trường hợp này nữa, khi cô remove ở dưới này nó đổi màu, nó tương tác ở trên này nè. Ví dụ như số lượng ở đây tôi remove là một, thì trên này cái số lượng của nó em phải cập nhật lại một. Vậy tôi biết cập nhật cái nào bây giờ, thì tôi phải lấy được mấy cái này để tôi cập nhật chứ. Đấy, cái dưới nó còn ảnh hưởng đến cái trên nữa cơ. Đấy, chứ em dùng là for độc Rồi lập ở trên cái này, dùng là for dưới độc lập ở dưới, hai cái nó không có gì nó tham chiếu với nhau, cũng khó xử lý, hiểu ý không? Đấy, và với lại rồi. là cô vẫn nói nhắc lại là nói đùa nhưng mà nói thật, các bạn đừng có dùng vòng lặp for. Cái vòng lặp là cái các bạn hạn chế sử dụng nhất khi các bạn lập trình ha. Về về việc tối ưu hóa, các bạn mà đi mà làm vậy là các bạn bị, các bạn người ta ấy ngay, người ta phản biện ngay, các bạn đi là bị dập ngay. Tại vì là khi các bạn một hai ba sản phẩm thì không sao, các bạn hàng nghìn hàng chục nghìn sản phẩm mà sản phẩm thậm chí được lưu trữ ở trong ở trong cái database, các bạn sâu lên, các bạn duyệt ra, rồi các bạn làm đủ thứ, đâu phải làm mỗi client đâu, các bạn còn phải làm việc với cơ sở dữ liệu nữa. Sau này các bạn còn làm việc với cả cái Angular chẳng hạn, thì dữ liệu các bạn làm dữ liệu là real time luôn. Đấy, các bạn cực kỳ hạn chế làm việc với vòng lặp for, cứ đưa về Được các rồi, được bước rồi. xử lý là hằng số là hay nhất, hiểu không ạ? Cái số bước xử lý hữu Hiểu hạn. hiểu hiểu. Ừ. Đấy. À, vậy cô khoan cho em hỏi em đồng ý cái là một lần form nó sẽ rất là chậm, rất là lâu. Vậy em duyệt hai cái, em bỏ hai cái một lần form, một cái thì em không biết sửa ở đâu nữa, có lẽ nó duyệt rất là lâu rồi. Nhưng mà ví dụ như là em muốn nữa thôi, em muốn để cho tới một lần thôi, cho nên là ok. Cái đó chỉ là cách em làm nhanh thôi, chứ em hơi ghét mà theo về bỏ vô đủ thứ á. Với lại giờ cái thứ hai nè, nếu mà mình không dùng for, mình không dùng cái mà on click ở trong element như thế này, thì mình có cách nào làm việc nhanh hơn không? Em tác động vào tên thẻ hoặc là ID của thẻ thôi. Đây nè. Thì em lấy cái ID Không. của thẻ á. Không, à, các bạn muốn lấy ID của thẻ, cái này các bạn muốn get cái thẻ thì các bạn bắt buộc, các bạn nói chung là dùng cái Angular, dùng cái jQuery. Dùng cái jQuery thì nó lấy trực tiếp thẻ của em luôn. Nhưng mà đây cô đang dạy JavaScript thuần mà. Thực ra jQuery nó xử lý như bạn biết làm jQuery mà không biết làm cái JavaScript này, các bạn sau này xử lý code cũng khó lắm nha. Cho nên là cố gắng, cô vẫn nhắc lại nè, các bạn cố gắng học cơ bản thật tốt cho cô. Còn để lấy từng thẻ một á, thì các bạn dùng cái jQuery nè, đô la nè, đấy, ví dụ cái ID nè, ID là các bạn làm như cái selector thôi,
Dù cái này là mai cạc nè. Đó, là cô truy xuất được thẻ này. Đó. Đấy. Có nghĩa là thằng jQuery. Còn bây là giờ cô muốn lấy cái input nào. Type button nào. Yeah. Input type button nào. Thế ta chỉ cần là để cái này là cô để là input nào. Type. Đấy, ví dụ cái này type bằng button nào. Ví dụ như vậy là cô sẽ cô truy xuất được tất cả những cái input mà có type bằng button. Ví dụ như vậy. Hoặc là em cùng làm thì em để class. Class cho những cái này thì cũng giống như on click có khác cái gì đâu. Ông bảo ông ghét để rối đang nó, ông phải có cái để phân biệt nó. Chấm nè. Mai thêm nè. Em đặt cho nó rồi, class okay, thêm. Mai class, cái em hiểu. Đó, em nhớ class bằng, em phải gán class bằng. Thì em dùng cái đô rồi. La. Em dùng cái này là trong jQuery. Ha. jQuery. Chứ còn JavaScript thuần nó không có cách nào. Nó vẫn phải get by class, phải get gì đó. Get by ID. Get by mà ID. Cô cho em hỏi là cái đô la của thằng jQuery á, ví dụ như mình lấy một cái class đi là nó sẽ trả về một mảng. Đúng hay rồi. Nó về trả về phần à, trả về một mảng luôn rồi cô. Đúng rồi. Vậy mình dùng cái gì mình chuyển qua mấy cái đó? Thì vẫn chỉ số thôi. Giống như array chỉ thôi. Số. Vẫn chỉ số thôi, bình thường. 0 1 2. Không. Ý là nếu mà em thường thường em có một cái mảng ấy, em thì vẫn phải dùng vùng lập for. Đương nhiên phải dùng vùng lập. Đá mảng là vùng lập. Không có cách nào khác. Ừ. Không có cách nào khác. Phải đá mảng là phải không phải vùng lập, không có cách nào khác hết. Đấy. For đại ơi, for x thì cũng được. Nó gọn hơn thôi, nhưng mà mày không lấy được cái index của nó. Ví dụ như cần cái index để làm gì á thì không lấy được index. Đúng rồi. Vậy tao. Đúng rồi. Tao là mảng cho nên tao có dùng for. Ừ, thì tao cũng lùng mảng mà. Mày đâu có hiểu chứ. Chứ nhìn nhìn code của thằng dây mà nó chấm gì bé rình nốt chấm chay nốt nhìn ba cái chấm nó muốn đập rồi. Đây nè. Đây nè, chấm nè. Nhưng mà mục đích em đừng... Mục đích là gì? Mục đích là em lấy được cái row index và khi có nó rồi thì các bạn làm được đủ thứ, còn cái việc lấy chấm bao nhiêu lần nó tùy các bạn. Các bạn muốn chấm các bạn lấy được ra tùy các bạn. Ví dụ cô để cái này, cô không để index, cô để số 0. À, nhưng mà các bạn phải chuyên bằng tay. Hiểu không? Đúng rồi. Ừ. Chuyên bằng tay thôi. Với là nó khác nhau. Nó khác nhau, trong việc cái này tôi giống nhau. Tôi chả cần phải đổi gì hết, tôi viết một lần. Đây, nghe. Chưa đâu. Rồi, em đang nghe. Chưa đâu. Cái này nè. Cứ bình tĩnh nha Tú. Tôi sẽ xử lý cái cách này, cái hay ở đây nè, tôi sẽ xử lý cho Tú coi nè. Rồi cô. Nó hay cái gì? Bằng hóng. Đang hóng. Đây. Cái này chưa hay đâu. Em toàn chèn số vô công mà cô ơi. Ờ không, để suy nghĩ để nói nè. Cái này chưa hay đâu. Cái này là các bạn thấy là đang copy từng cái một. Đến khi tôi sync code này các bạn thấy nó mới hay nè. Cái sync code này nè. Cái sync code này các bạn mới thấy hay của cái việc này nè, nó tiền cực kỳ luôn. Tại sao nó hay? Rồi bây giờ sinh nha. Sinh đồng bộ đó cô. Đúng rồi, nó sinh toàn bộ, nó từ sinh code. Nó từ sinh code mà các bạn chèn 012 vô các bạn phải cực không? Đúng không? Bây giờ tôi sinh code và tôi chèn một cái chữ dit có phải ngon không? Tức là tôi cũng chả làm gì cả. Đúng không? Nó từ sinh code nha. Cô bây giờ biểu diễn đi, cô. Thôi biểu diễn đi ha. Cô biểu diễn đi. Bây giờ cô add cái này vào. À, đây. Thêm một giỏ hàng. Cái hay ở là cái chỗ thêm một giỏ hàng, ok. Đấy. Tức là các bạn có thể so sánh code cô với code các bạn xem cái nào làm. Nhưng mà nếu mà so sánh code là mà dùng mảng với cái dùng vùng lập là tôi bị trừ điểm. À. Tại vì cái yeah. Ôi giời ơi, là mưa. Tức là đúng rồi, đâu tối ưu đâu. Những bạn học càng giỏi tôi lại càng phải kỹ về cái phần tối ưu. Đây. Hiểu không? Ủa. Trừ điểm mảng không cô? Ừ. Không cần thiết, không cần thiết sao phải dùng. Cần mới dùng chứ. Không cần thiết sao dùng. nghe cho đi. Rồi, ok. Rồi bây giờ nha, cô sẽ add vào nè. Đây, ta có là insert row. Ha, ta có thể tạo thêm, ta sẽ tạo thêm một cái row vào đây. Đúng ạ. Và nè, new row nè. À, gắn băng nè. Table card.
add insert row. Insert row. Rồi coi lại chắc anh nha. Cái row của cô đâu ở đây? Row nè. Thì ta có cái hàm là insert row insert đúng không? Row. Insert row. Insert row. Mưa quá trời. Cái gì? Mưa à? Ê cho cô một quạt cái con nóng quá chịu không nổi mấy đứa ơi. Ủa bạn đi cô. Ôi giời ơi, cô để em gửi cho cô tí mưa ở đây. Thấy cô lạnh tê tê luôn. Tê tê. Lạnh mà cô. Và cô. Lạnh tê tê. Trời âm u quá trời. Đây. Đúng rồi. Trời giận. Giận con nghệ original nha cô. Đây nè. Đừng có đùa. Lại. Cô thấy chưa? Đồng quê thanh bình yên không? Vậy học online là chuẩn rồi. Insert row nào. Vâng cái này phải có index này nha. Insert. Đây. Đây. À, nó vấn đề nằm ở chỗ là insert row mấy? Insert row mấy? Không thể row không được đúng không? À, đúng nữa. Vậy. Hả? Đấy, cho nên là tôi sẽ làm này. Tôi sẽ lấy cái đồ dài của anh này. Nếu tôi sẽ lấy đồ dài của anh này. À, ví dụ như là vá len cạt. Len đồ dài của cạt sẽ gắn bằng cái table cạt chấm râu chấm lén đúng không? Ok rồi để ý nè, nếu như mà cái này mà không có dòng nào thì có phải là lén nó sẽ trả về là không đúng không? Tôi sẽ add vào râu không đúng không? Chỉ số nó bắt đầu từ không mà. À, thì bây giờ có phải là khi tôi có một dòng rồi thì phải lén bằng một đúng không? Thì tôi add thêm, insert thêm và insert cái dòng tiếp theo đúng không? Thì có phải là dòng 1 đúng không? Thì có phải là tôi insert cái gì muốn dòng, insert dòng tiếp theo thì tôi sẽ insert đúng cái nó đúng không? Đúng chưa? Đây, cô có vào bảng nè. Khi cô có không dòng, đây là cô có không dòng đúng không? Thì bây giờ không dòng. À, không dòng. Không. Thì có phải là cô sẽ insert vào cái index dòng đầu tiên. Dòng đầu tiên. Cô muốn index dòng đầu tiên. Tôi phải chỉ số của nó sẽ là chỉ số 0 không? Đấy. Được chưa? À, bây giờ giả sử cô có một dòng rồi. Tôi phải len trả về 1 đúng không? À, len trả về 1. Len trả về 1. Ok. Thì có phải là tôi sẽ index dòng tiếp theo đúng không? À, tôi sẽ mở thêm dòng tiếp theo. Thêm dòng tiếp theo, phải dòng tiếp theo có phải là 1 không? Dòng tiếp theo có phải là 1 không? Ok. Hiểu ý cô chưa? Vậy thì mỗi lần tôi insert một dòng tiếp theo thì nó sẽ insert đúng chỉ số của nó bằng đúng độ dài của cái bảng có sẵn đúng không? Bảng mà có một dòng rồi thì tôi insert dòng thứ hai thì phải chỉ số 1. Bảng hai dòng rồi, tôi insert cái chỉ số 3 với chỉ số tiếp theo sẽ là 2 đúng không? Dòng thứ 3 sẽ là chỉ số bằng 2. Ok. Như vậy thì tôi sẽ insert đúng vào chỉ số mà đúng vào cái đồ dài của cái card mà có sẵn á. Được chưa? Rồi. Sau đấy tôi sẽ phải thêm cái cell. Tôi sẽ 3 cell lần. 3 cell. Insert cell. Tôi sẽ xem 3 cell. Cell thì ta biết rõ, row thì không biết, nhưng cell thì biết rõ là có 3 cell. Cell 1, cell 2, cell 3 đúng không? Ta sẽ làm như sau. Và cell 1 bằng new row add insert cell chứ, nhầm. Insert nha chứ không phải add nha. Nhầm nha. Nhầm nha. Cell 0 cell 1, cell 2, cell 3 cell 1 cell 2 đúng không? Xéo thì không ý kiến ha. Rồi. Ok, bây giờ ta mới fill cái dữ liệu vào cho nó nè. Cell 1.inner text sẽ gắn bằng ID pro đúng không? Cell 2 inner text sẽ gắn bằng price. Rồi riêng cell 3. Cell 3 là mới hay nè. Cell 3 là nó thêm hẳn một cái button
xóa. Cho nên tao phải dùng inner. Inner gì? Inner HTML. Đó, gắn băng. Rồi, bây giờ nha. Cái thẻ input nào. Input type bằng copy nào. Xuống lại thôi. Hả? Copy dán lại. À, copy dán lại. Ê, rồi. Copy dán lại tôi vẫn phải sửa. Tại sao sửa? À, tôi cũng chẳng cần. Đây. Đấy, copy dán lại. Sửa thêm mình xóa thôi. Thôi. Đây. Và nhảy ngoài phải nhảy đơn nhá, nhảy kép là lỗi ạ. À. Visa trong nhảy kép rồi. À, ngoài các bản báo phải nhảy đơn, không là lỗi ạ. À. Rồi, bây giờ là nhìn nào. À, nó nằm ở đấy. Cái này là hàm, cái này là không phải thêm mà sẽ là xóa. À. Và chủ yếu là thêm cái hàm này, delete. Oh. Delete bit. Delete chứ hả? Ok. Ok chưa? Delete xong chưa? Vậy cái dip này á thì tôi lấy được cái gì không? Sau đấy tôi sẽ lấy được cái row index. Còn nếu như các bạn không dùng row index thì bây giờ các bạn truyền cái row gì đấy? Ví dụ tôi truyền cái row là cái đúng chỉ số nó add vào là trật nhá, tại vì tôi xóa anh này thì chỉ số nó nhảy ạ. À. Ví dụ cái này chỉ số 0 đúng không? Các bạn nếu mà truyền chỉ số vào đây nè, nhiều bạn là làm truyền cái đúng cái chỉ số của nó luôn là tôi biết được dòng mấy đúng không? Đúng không? À nếu chuyên như vậy thì nó sẽ gặp cái lỗi. Nghĩa là khi tôi nó đang là chỉ số 0 tôi xóa cái thì anh này đang là chỉ số 1 bây giờ trở thành chỉ số 0. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Cho nên là chuyên fix cái chỉ số vào đây là trật. Cho nên tôi chỉ chuyên cái dit vào thôi để nó lấy chính nó thôi. Hiểu ý không? Nó là cái hay. Nó không sẽ không bị lỗi. Cho nên tôi mới nói là khi các bạn lấy được cái index này thì các bạn sẽ giải quyết mọi vấn đề là vì vậy. Giải quyết mọi vấn đề là vì thế. Xong. Ok. Cô. Hả? Cô ơi. Ơi. Nếu như mình không xài thấy gồ mà mình xài đít á. Ừ. Thì làm cách nào? Phải ID. Phải ID như ID mình... cái này là truyền động. À. Mình xài tới mấy ID rồi mình thêm chỉ số nó xuống dưới. Không. Mình cũng làm như vậy đúng không? À, lấy cái ID thôi, một ID thôi, làm gì mà mấy ID? Các bạn thêm cái ID của cái TR thôi. Cái Facebook thôi. Không. Một ID cái thẻ ngoài, thẻ tra ngoài thôi. Thẻ tra ngoài thôi, còn các value trong không cần thêm. Tôi chỉ cần ID của thẻ tra thôi là xong. Cái deep tra thôi là xong. Và tôi cũng truyền cái deep con thôi, tôi có thể lấy được cái cha tôi thì lấy được con xong. Đấy, và thông thường cái chỉ số cái deep á, các bạn nếu mà muốn phân biệt để khác nhau nên để cái ID của sản phẩm luôn. ID của sản phẩm các bạn truyền đồng vào nó luôn. Truyền một cách từ đồng luôn. Hiểu không? Sau này các bạn lấy từ cơ sở dữ liệu xuống á, các bạn truyền đồng cho nó luôn. Và lại ID của sản phẩm thì luôn luôn không trùng đúng không? Thì các bạn lấy nó chính là một cái ID luôn. Và nó không có trùng. À, cái deep lấy cái deep là để ID, đừng để class ha, để class là trật ạ. Để class là sau là các bạn lại xử lý mảng nữa lại khó. Hiểu không? Đấy, các bạn để ID và để nó không trùng. Không trùng thì các bạn. Ơi, ai hỏi? Hỏi. Ai hỏi gì? Không hỏi là demo ạ. Nha. Chạy nè. Rồi, chạy thử là thêm. Đúng không? Thêm cái Nokia. Đúng chưa? Thêm cái Samsung. Đã chưa? Chưa thêm cái nữa là thêm dưới nè. Số lượng. À, bây giờ khoan đã bắt số lượng, ta bắt chung đã. Nếu có rồi thì không add thêm nữa. Đấy. Rồi, sau này ta sẽ tăng số lượng sau. Đúng không? Nhưng mà trước khi đó thì ta làm cái xóa trước được không ý không? À, trước vậy thì ta làm cái xóa trước. Yeah, ok cô. On the remove. Dễ quá. Remove ở bên trái. Quá dễ. Sao ở bên trái đâu? Cái này thì ta dùng cái hàm delete và delete thì ta xóa cái ta dùng cái remove cái gì cell hả? Remove row hả? Ờ. Đấy nó có hàm nè. Hàm row ta dùng cái hàm gì? Insert row thì bây giờ ta có delete row. Delete row này.
có chỉ số thôi, quá dễ. Nói chung tôi nói bây giờ nó dễ là vậy đó. À, đây cái code mình trở nên nó đơn giản vô cùng luôn. Đấy. Rồi cà phê cũng uống vậy thôi chứ có gì. Hả? Vậy thôi chứ tôi lập chi cho cực. Đúng không? Các bạn mà delete mà lặp nữa thì lại các bạn lại cực nữa. Tại vì khi các bạn xuống các bạn lại lại ghét từ trên xuống lại ghét lại sản phẩm nó là cạt mà nó thay đổi mà. À, nói chung là cái gì cũng có rá của nó, rá rổ của nó. À. Ok, hết pin rồi, chạy tiếp nào. Rồi bây giờ cô delete thì quá dễ rồi, function. Function quay đây cái chỗ này nhiều bạn không hiểu nè, tại sao cho cái delete vào đây đúng không? Đây nó là viết cái hàm vào đây thôi, viết sẵn cái hàm thôi, delete delete. Đây. Cái này tôi cũng để obj để viết code, tận dụng lại code khỏi phải. À ông delete này thì ông có bị trùng từ khóa hay sao nó bảo lỗi nè, để xóa được không? Ad hả? Đeo được không? Ờ đeo được, đeo được, nó để đeo. Nó giống ad với delete nè. Viết ngắn quá. Rồi cái này đâu rồi? Đấy. Lấy hôm nay quăng xuống. Đó. Lấy cái table card. Table card. Trước khi xóa hỏi người ta tiếng nha. Đây hỏi thì dễ là confirm if confirm are you sure, chắc chắn xóa không, nếu yes tôi mới đưa anh này vào đúng không? Đấy. Hỏi tiếng trước khi đốt nhà hỏi người ta xem muốn đốt hay không, chứ không hỏi xong đốt cái cháy nhà chết ạ. À. Đúng không? Xóa dữ liệu cái xóa cái không hỏi cái người ta bấm nhầm cái xóa cái cũng như mất hết dữ liệu người ta chết ạ. Đúng không? Delete. Bình tập tới rồi. Hả? Tập tới bình thì coi. Row index. Sao em? Ủa sắp hết giờ hả? Được chưa? Tập tới hết bình. À, laptop hết pin hả? Ok. Dạ. Cảm ơn. Thank you. Đây. Thêm phát xóa nè. Chắc sẵn xóa không? Yes. Xóa không? No. Xóa không? Yes. Được chưa? Quá dễ. iPhone 9 xóa không? Xóa. Ok. Hết. Thêm. Xóa Nokia không? Ok. Xóa anh iPhone không? Ok. Ok. Đấy. Ok. Cuộc đời nó trở thành đơn giản. Đấy. Cứ đơn giản là thanh thản, mà phức tạp là ăn đạp. Cô qua lại cái trang demo cho em xem thử. Chứ mà trang code, trang demo á. Rồi ví dụ mình nhấn vô Nokia 2 lần hay sao? Nó thêm hai Chưa. lần chưa xử lý mà. Ông này ông ngủ gật sao ta? Nó mới đi ra ngoài mới vô lại luôn. À thế à, mới. Đó là cái phần mà thêm 2 lần chưa xử lý. Thêm hai lần chưa xử lý, bây giờ mới xử lý kiểm tra chung. Thì kiểm tra chung á, ta kiểm tra thông qua cái ID, ta coi cái này là ID chẳng hạn. Nó kiểm tra ID. Tình huống này là phải sử dụng mạng này em. Có mạng thấy không? Không, cô nói là cái Không nào có bắt mạng gì. không cần thiết sử dụng mạng, mà dù sử dụng mạng cái đấy mới trừ điểm. Còn bắt buộc phải sử dụng mạng thì chắc chắn phải sử dụng rồi. Hiểu không? Ủa vậy là em lỡ là sẽ mình dùng mãi cho cô rồi. À, ông à, chết cha, cô nộp 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 thì xem trừ mình điểm. nó mới nhớ Đây bây nhà giờ không nhớ nè, bây giờ các gì bạn lưu ID này vào mạng, lưu cái ID này vào mạng, xong các bạn kiểm tra lại ID này, nếu mà tồn tại rồi á thì các bạn không có thêm nữa, mà chưa chưa tồn tại chưa có thì các bạn thêm, thì các bạn bắt buộc phải lấy một cái mảng, một biến mảng toàn cục ha. Đấy, một biến mảng toàn cục và array ID card ID ID à gắn bằng new array chẳng hạn, hoặc là gắn bằng móc vuông được ha. Ok, các bạn phải tạo một cái mảng đầu tiên, thì mỗi lần các bạn thêm vô giỏ hàng thì các bạn add luôn cái này vào mảng, add cái ID này vào mảng, add cái product này nè,
À, nếu add thì các bạn thì có gì đấy ạ? À, ở đây các bạn phải lấy cái len của nó. Nếu mà len bằng không thì các bạn lấy chỉ số 0 giống khi nãy. Giống khi nãy. Đồng ý không? Thì ta có array var array len id len array id len độ dài sẽ bằng là array card id chấm len đó. Thì mỗi lần các bạn thêm thì các bạn phải thêm đúng bằng cái chỉ số của nó. Array card len, đúng không? Nó chính là cái index luôn á. Sẽ gắn bằng ID Pro, đúng không? Đấy, các bạn có thể alert nó, alert để các bạn kiểm kiểm soát ra cái này nó có giá trị không. Cái mảng ta là chấm gì ạ? Để các bạn xuất toàn bộ mảng ra ngoài màn hình. Chấm toString hả? Được không? ToString chuyển thành chuỗi hết cả hết chưa chạy ha. Đây thêm iPhone 9, thêm Samsung Star, thấy chưa? À, thêm cái ra cái Samsung 9, iPhone 9 nữa đúng không? Thêm cái ra cái này đúng không? Đấy thì nó bị trùng. Thì bây giờ ta check thôi, ta check ở đây thôi các bạn. Vậy thôi. Đấy, cuộc đời nó đơn giản vậy đó. À, nếu mà chưa có, Khó nếu hả? Đâu có. Bây giờ em tìm khó chứ. cái này demo tiếp hay là ngưng nhỉ? Chứ bây giờ là hết Tiếp tục giờ. đi, có Bây giờ lo gì có chứ. thêm xíu nữa có sao đâu. Lớp của mình là cái này, để từ từ cô vào cái lớp thứ hai cái đã, cô vào hai cái cho nó vui. WD một bảy một năm năm hai hai không không hai hai học thôi các bạn ơi. Đấy vậy đó, lâu lâu vậy vậy cho nó vui. Cô mở ra cái này, cô cho vào ha. Cô cho cái xử lý mà trùng nhau cho làm bài tập về nhà đi, cô review code em với. Ông rảnh quá à. Mình tôi vô chưa ai vô, còn 15 phút nữa mới chưa ai vô. Uniqlo nhận bộ order Ồ. hàng nhập về ghê thế. Hả? Bộ order hàng nhập về ghê thế. À. Bị trừ điểm. Trừ điểm. Không. Cái đấy là cánh lâu lâu có cái đồ mình thích mà nó sale mình đăng lên thôi chứ có gì đâu. Bạn cô order, bạn cô ở ngoài Hà Nội á. Bạn cô làm cho một cái trung tâm du học Nhật, bạn order lấy cái tiền phí đấy, bạn làm cái quỹ để hỗ trợ những cái bạn khác, bạn nghèo mà đi du học á. Ví dụ lâu lâu bạn về các cái tỉnh, các quê là bạn coi bạn đang nghèo xong cấp học bổng cho học luôn. Đây, các bạn có thể tham khảo bằng cái trang là Go to Japan. Japan đấy chấm vn. Cái lừa đảo không đúng không nha, chấm vn bạn cô là nó chuẩn đấy. Đấy là chỗ này của cô đấy, là cô là cũng là thạc sĩ học đại học chúng mình cô đó. Cái này là cực kỳ tuyệt vời luôn đấy nha, cô chắc chắn luôn á, lấy cái nhân cách của cô nói là bạn đấy tuyệt vời luôn á, toàn đi lấy tiền mà đi hỗ trợ cho những cái bạn khác, làm vì sinh viên Việt Nam đấy. Quảng cáo tí rồi học tiếp. Duy muốn xe thì 5k, quảng cáo tí cho bạn đây chứ còn Một cô đâu, cô rảnh đâu, cô lên cho vui mà. Tiếp nha, làm cho vui chứ tiền bạc gì. các bạn có tin không, chị đấy chị order một cái sản phẩm để có mấy chục nghìn nào. Cái cống á, cống order á, cũng phải chục nghìn à. Đấy. Cho nên thôi, bỏ qua chỗ đấy đi. Đấy, cho nên lâu lâu tí đá tí cho vui thôi.
Rồi, bây giờ ta xử lý cái chỗ này, ta lấy được cái giỏ hàng rồi nè, bây giờ nè. Bây giờ là nếu nếu mà giỏ hàng mà nếu mà có rồi thì tôi sẽ tăng số lượng hoặc không làm gì cả. Còn nếu chưa có thì tôi sẽ làm cái gì đó. Rồi các bạn nhìn nè. If tôi kiểm tra nha. Tôi dùng một loạt for. Ok. Tôi dùng một loạt for trước đây ha. Đây, for. Cái này dùng let được nè. Ha. Let được nè, tại vì nó trong cái phạm vi này. Y bằng không y nhỏ hơn cái array card id, array card id chấm len. À, cô lấy cái len luôn, cái len luôn đúng không? Đây, cái này y cộng cộng được chưa? If nè, nếu nếu array card id y chấm value, à quên, xin lỗi, bằng 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 với id pro. À, nếu mà nó kiểm tra nó bằng cái thì tôi break luôn, thoát ra khỏi vùng lặp luôn. Ok, break luôn. Cho nó cộng cộng chứ không? Cộng cộng gì? Nếu nó bằng cái thì chưa mà, cộng cái giá hả? Dạ. Chưa xử lý giá mà. Chưa xử lý giá, bình tĩnh. Rồi, tôi break luôn, tức là nó bằng cái đó tôi không có điền vào nữa. Và khi tôi không điền vào nữa thì tôi không làm gì. À, được chưa? Rồi. If. If nếu. Nếu. À, vậy cái này không dùng y được nha, tôi cần dùng sử dụng lại cái y này. Cho nên chỗ này tôi để va, tôi không không để va nha. Tôi sẽ để này, nếu như y mà bằng với cái len. Thì tôi sẽ làm mấy cái việc này. Tôi alert cái y cái nha. Đây, cô sẽ comment hết mấy ông này lại. Tôi comment hết cái này lại nha. Chưa làm gì hết. Chạy nào. Đâu rồi? Đây. Đây. Thêm. Không. Thêm. À khoan. Không, tôi xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Ta để cái này. Ta để cái này. Đây nha, card item gắn vào cái này. Sai. Đây. Rồi, nếu như cái này trùng thì nó không làm gì cả, break luôn. Ok, chạy nào. Khoan, len, từ từ. Khoan, ta sẽ alert để kiểm tra. Alert card. Cái này không sai đâu, sai sao được, test thôi chưa sai, sai sao được. Alert cái này, card to string để tôi kiểm tra nó là cái gì. Tôi coi này, cái đá chưa làm cái này vội ha. Đây, à, thêm cái thì có phải iPhone 9 à, cái này là không à, thì tôi được cái này là len là không, thì nó thêm được một cái là iPhone 9 vào. Được không? Len là không. Không. Thì tôi trả được cái iPhone 9 vào. Rồi ok. Tôi chạy cái nữa, thêm cái nữa. À, Samsung 9 cái len này là bằng 1. À, tôi trả lại thêm được cái nữa. Vậy là cái len này là len trả về trước khi add.
À, con len này tôi trả về sau ẹt. Cho nên cô sẽ là current index đi ha. Tôi đổi cái này thành current index cho dễ ha. Các bạn nhìn cho dễ nè. Còn cái len chính xác của cô sẽ là cái này. Sau khi ẹt tôi sẽ trả về cái len chính xác. Đây tôi phải test ha. Đây. Ok. Rồi. Đây. Thêm iPhone 9 được chưa? Nó sẽ là 1, đúng không? Thêm iPhone 9 nó sẽ là 2. Ok. Nếu cái này mà bằng cái này. À, nếu cái này mà bằng cái này thì tôi bắt đầu tôi mới thêm vào giỏ hàng. À. Được chưa? Nếu cái này bằng cái này thì tôi mới thêm vào giỏ hàng và tôi mới thêm cái này vào. Còn bình thường thì tôi không có thêm. Break. Rồi và là oh, khoan, có gì sai sai nè. À, đầu tiên là nếu mà bằng không, độ dài bằng không thì tôi phải thêm một cái. À, không có gì thì tôi cũng tức là index là bằng không, cái này là không bằng không là tôi thêm. Ok rồi bây giờ len len ok len current ID, current ID tôi để vào đây. Okay. Current ID. Alert tôi để vào trong này để tôi kiểm tra. Còn alert y là ngoài. Rồi, chạy thử nha. Đó như nào. Đây. Chạy thử nha. Ok. Rồi không sao. Ok, chạy thử là test test nào, test nào. Đây, thêm cái. Cái này không. iPhone 9, nó thêm cái. Bây giờ tôi thêm cái iPhone 9 nữa nè. iPhone 9 nữa. Không không nha, thêm cái nữa nè, một nè, Samsung Star nè, chưa Samsung Star nè. Bây giờ tôi xem cái Samsung Star nào, kiểm tra nè. Ok không thêm được chưa. Đây cái logic của nó sẽ là như thế này nè, cô kiểm tra cái mảng này, nếu mảng này mà có cái trùng thì nó break luôn. Mà break thì nếu mà trùng thì có nghĩa là break thì cái y này nó sẽ không chạy được hết. Không chạy được hết cái mảng. Không chạy được hết cái mảng thì y này sẽ bằng đúng không, không bằng. Không bằng thì nó không thêm. À nhưng nếu như mà nó không break. Không break thì có nghĩa là y lên nghĩa là không có cái nào trùng. Không có cái nào trùng có nghĩa là cái y này nó chạy duyệt hết mảng. Duyệt hết mảng thì có nghĩa là y sẽ bằng cái đúng cái độ dài của mảng. Nếu y bằng đúng độ dài của mảng thì khi đó thì không có cái nào trùng, thì cái đấy cô sẽ thêm, cái này cô sẽ thêm đó, logic đơn giản vậy thôi được chưa. À, và bắt đầu nếu từ không, cái này bằng không, cái này bằng không thì chạy cái này không có gì thì nó sẽ là không, không đúng bằng độ dài của cái này luôn, bằng không luôn, bằng không luôn thì nó đương nhiên cái đầu tiên sẽ thêm chắc chắn luôn được chưa. Ok. Đấy. Rồi bây giờ các bạn xong rồi thì các bạn bây giờ mới thêm số lượng thôi. À các bạn bây giờ mới thêm số lượng thôi. Số lượng người ta sẽ thêm một cái cell nữa. Cell này là cell 3. Và cell 3. À, quên. Xin lỗi, thêm cái cell 4 nhầm. Nhầm. Cell 4. C. Cell 4. Bằng cái này là 3. Đấy, tôi chỉ xay cái này bằng cái cell 4 thôi. Cái này là cell 4 là dòng cuối cùng. Còn dòng cell 3 thì ta sẽ cell 3 thì ta sẽ đây.
thêm một giỏ hàng cái này đúng không? Và thêm cái price, thêm cái này ta có cái và quantity, gán bằng không ở đầu đúng không? Đấy, ta đưa quantity vào đây, sale 4. Được chưa? À, thêm vào thì đầu tiên thêm thì cái này bằng không. Ủa? Có nhầm bằng một chứ không? Sale 3 hả? Từ từ đã. Cô chưa làm gì mà. Thì cô chỉ test cái số 0 thôi. Đấy được chưa? Bây giờ khi add thì nó thì ra đầu tiên là sẽ tăng 1 đúng không? Thì cái này add thì cái này là thêm vào giỏ hàng. Thì nếu mà add được thì cái này là quantity gắn bằng 1 đúng không? Quantity gắn bằng 1 trong quantity bằng 0 rồi xong cứ một lần tích, nếu mà trùng thì cho cộng thêm 1 thì cô đấy, nếu mà trùng đây nè, đây mới trùng này, hiểu không? Thì có chứ trùng rồi mà công ty cộng cộng chưa mà, bình tĩnh thôi, em làm trời vội đây, thêm cái là 1 đúng không? Thêm cả giống nhau nữa. Ấy đúng là một. Ấy đâu đâu đâu, tại sao giờ nó cho thêm giống? À bỏ mất cái chữ break, trời ơi tôi ngán tôi thiệt, bỏ mất cái chữ break. Thêm cái nữa đấy, thêm cái nữa không thêm luôn. Khoan, ấy chưa, khoan Trung. Trung thì biết trung cái gì chứ. À chung. Thêm khoan. Thêm vào quán tí nào chứ. Sale rồi xong. Mấy cha này để ngoài. À ơi, khoan đã, nó rơi vào đây. Tôi phải lấy được cái sale của chính nó, thấy không? Tôi phải lấy được sale của table card của ông này. À à rồi, phải xử lý tiếp quan lý quan chi cộng cộng thì đúng rồi, nhưng mà tôi phải add, tôi phải đổi cái này nè, cập nhật lại cái này nè, ta chưa cập nhật cái này đúng không? Quan thi thì còng còng thì đúng, nhưng mà tôi phải cập nhật lại anh này. Anh này vậy để cập nhật cái sale, tại vì cái này trên HTML mà. Cập nhật cái sale này thì ta sẽ làm gì đây? À cái lớp này. Lớp học. Alo, cô present cái lớp này luôn nha. Không các bạn, tôi demo, đang demo dở nha các bạn. Đấy, đang demo dở. Ok. Các bạn lên góc nào. Trời ơi, ông Minh Mẫn, ông vô duyên quá ông ơi. Rồi, cô demo lại cái này. Đấy, đang demo dở cho nên là ta sẽ làm tiếp. Đây, ta cập nhật cái giá trị này thôi. À. Nó hay là vậy đấy. JavaScript nó hay vậy đấy. Đây, tại vì ta cập nhật cái sale 3. Vậy thì làm sao biết tôi đang... khi lúc kiểm tra cái này nè. Tôi đang kiểm tra cái này thì tôi đang biết là tôi phải đang ở cập nhật cái sale mấy, đúng không? Tôi đang cập nhật cái sale mấy. Insert mà insert bên trên thì tôi đâu biết cái sale ở dưới đâu, tại vì là cô đang insert ở trên thì đâu biết sale này dưới là sale mấy đâu. Thành ra là khi tôi kiểm tra được cái ID thì tôi phải biết ID này đang nằm ở cái dòng thứ mấy, hiểu không? À, tôi phải biết cái ID này nó đang dòng thứ mấy thì có cách mà dễ, nhưng có thể là chưa dễ, có thể lỗi nha. Có cách như này nè, có cách là các bạn sẽ lưu luôn cái chỉ số dòng của cái anh dưới, anh này thuộc cái dòng thứ mấy ở dưới, hiểu không? Đây
Vậy cái mảng này của cô sẽ là mảng 2 chiều. Dạ. Được không? Đó, một cái lưu ID, một cái lưu cái chỉ số. Đúng không? Dạ. Đấy, đây là cách để dễ đấy. Còn nếu không các bạn phải quét hết các table đây. Nếu không thì các bạn phải quét hết các cái table ở dưới này. Quét hết các table ở dưới này. Đây. Quét hết table ở dưới này và kiểm tra xem ID trùng và xem trả về cái nào. Đó là hai cách. Tức là một là các bạn phải quét hết cái phần các phần tử dưới này. Quét hết. Được chưa? Đây có hai cách như vậy. À, cách à, làm quét hết. Làm thử mảng nhá. Thử mảng nào. Mảng đi cô, trời. Không ném khoái mảng trời. Đây. Cạt. Cạt hàng. Hàng current hàng không. Chỉ số là không. Thì lưu cái pro. Còn add cạt current cái này mới chỉ số 1. Chỉ số 1 thì lưu cái index. Lưu cái index này nào. Index này nào. Card len nào. Card len. Cho nên cái ông này phải để trên. Ông này phải để trên. Để trên thì ông này mới nhìn thấy được card len là chỉ số. Được không? Ok. Card row chấm len rồi, cái này cô để ngoài luôn. Để ngoài luôn. Ok. Để ngoài luôn. Chóng nhìn thấy luôn. Card len len. Được chưa? Rồi. Insert new row. Ủa? Row có đâu? Đây, new row để trong, xin lỗi. New row phải để trong. Bởi vì là có thêm họ hàng thì mỗi lần thêm thêm một row mà. Rồi, bây giờ cô lấy đúng cái anh này để vào. Thì bây giờ mảng ta sẽ lấy cái gì? Mảng ta sẽ lấy là cạt lên. Rồi khi quanti cộng cộng thì tôi sẽ lấy được cái chỉ số của nó. Chỉ số của nó. Chỉ số của nó là cái gì? Index. Index. Rồi. Card. Đây cập nhật này. Lấy cái table card chấm row à, với cái index là cái anh này. Index là đúng bằng index này luôn nha các bạn. Cái này là không. Đây, array card ID y một. Được không? Đó, chấm cell không một hai cell hai chấm inner text bằng quanti. Ok đấy nhá. Thêm new row cạt lên tàu lao chơi rồi ok chạy lại thêm. Ủa xong ra cạt lên, cạt lên rồi lỗi cái gì? Tại cô khai báo mảng một chiều hả?
lỗi F12 nha, không có lỗi gì nha. Cái nó set property không ở amplify. À, nó là mảng. Rồi. Array card nó lỗi ở đây, nó lỗi ở đây 71 đúng không? Okay. Vậy thì ta sẽ là như này, array card bằng new array new cái này chạy nhá, thêm ok xong được chưa, và thêm một cái nữa. Ô không ra hả? Không, khoan, tại sao nó ra cái không? Lưu một cái nữa thì nó phải thêm một cái nữa chứ, tại sao lại là không? Khoan, tại sao nó lại trả về là không? Alert Array. À, ý trả về không, đúng rồi, nó không thêm. Nhưng cái này là alert quantity đi ha. Ok, bỏ cái này. Chạy ha. Đây, thêm không, thêm cái nữa nó ra một, đúng rồi. Ô sao lại quantity lại là không, quantity bằng quantity sao lại gắn bằng không, này là cộng một có lại không tăng ta, thêm không iPhone chỉ, đúng rồi, thêm cái nữa quan thi bằng một, à không quan thi, à rồi ok rồi, hiểu rồi. Rồi, sai chỗ này đúng rồi, ba quantity gắn bằng cái này, card array card này một, đó quantity cộng cộng alert quantity chạy, ok thêm xong, thêm cái nữa không, sao lại quantity bằng một gì ta, cộng bằng một cái gì không, tôi phải lấy cái ở trong gốc của nó, tức là cái gốc của nó, tôi sẽ lấy cái quantity này tôi add vào inner
tích. À, ở ta. Rồi, chật lách. Ây da. Rồi cái này tôi chỉ lưu cái index. Cái này tôi chỉ lưu cái index nhầm. Có lưu index chứ không phải lưu quantity. Đây, một lấy quantity ở chỗ này thì ta phải lấy cho nó bằng cái này trước. Inner tag. Rồi. Rồi là quantity, rồi tôi cộng ngược lại, cập nhật lại cho nó, tăng lên 1. Thêm. Rồi, thêm về nữa. Bằng 11, đúng rồi. Ra. Chính xác chưa? Ok, cái này là number. Ok. Đó. Chạy lại. Là xong. Cô nhầm cái biến. 1. Cái này bằng 2. Được chưa? Cập nhật cái có phải bằng 3 không? Được chưa? Yeah. Thêm về nữa, 1. Được chưa? Rồi thêm về nữa. Quantity bằng 2. Được chưa? Ok chưa? All right. Ổn rồi. All right là tiếng Việt là ổn rồi. All right. Thế là cô phải lấy chính nó. Cô lấy cái anh này ra. Xong cô có index mà. Cô lấy anh ra, cô cập nhật lại chính nó. Đấy, xong. Rồi, không insert nữa. Xong, ok. Done. Done chưa? Đấy, alert có alert gì, gì. Bỏ ra hết đi, mệt quá. Alert gì bỏ đi hết đi. Đấy, chạy cho nó mượt. F5. Thêm. 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 Cái này là Nokia. Thêm Samsung, bây giờ có thêm cái Samsung nữa, cập nhật vào Samsung. Thêm Nokia, cập nhật Nokia. Đấy. Ok. Chuẩn chưa? Rồi. Xóa thì ta. Đây, sau này các bạn làm thì bắt lỗi là cho cái này có số lượng. Cái này vượt quá số lượng thì bảo lỗi. Rồi, cái này cho cái nút cộng trừ nhân chia nữa. Cộng cộng trừ trừ cộng thì nó giảm giảm giảm. Sau tính cái tổng tiền ở dưới. Tổng tiền ta sẽ nói sau. Bây giờ ta sẽ dừng cái này lại đã. À.